Hùng ơi, SC này là đá SC nào đó, Hùng? VSC. VSC. Dì ăn tù mà với VSC. Hey! Một quả phạt cho Dì ăn tù mà. Rồi. Hay quá Thành ơi. Rồi, con đạo kìa, đạt cô kìa. Đấy. Tốt lắm. Huy ơi, đập tường nào ra nhiều không? Thế nhờ. Đập tường để nó làm tường đi. Mình kia nó không? Giữa này, lùi lại, lùi chung ơi. Một quả đá biên cho Dejan Tuama. Em ấy mấy lỗi là 6 lỗi đúng không? 6 lỗi mà đúng từ 6 giờ đi là phạt ạ. Vâng, một pha dứt điểm từ xa rất tốt. Đứng chân biên. Vâng lùi theo. Chặt chiêu về ông ơi, bỏ những cái tình huống này. Đi vào. 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 Đi vào.
sao bạn ơi. Anh ơi, thả vâng, một quả bóng tiếp theo. Biết ngay cơ mà, thấy chưa này. Này. Đúng rồi. Ôi giời. Vâng, rất tiếc xúc phạm. Rất điểm vừa rồi. Chạy hết bây giờ thì có mấy phút chạy hết mình chứ anh.
Sao ban tổ chức hay nhỉ, trọng tài bắt như thế nào thì kệ trọng tài nhé. Đi vào đây can thiệp. Ông này chán. Tài bắt sao kệ trọng tài. Lấy cái này.
sân này khu này hơi rộng mà, khu này rộng, ngồi chỗ căng rồi. Bình tĩnh mọi người, bên trong sân, bên ngoài sân bình tĩnh ơi, đừng nói gì cả, cho sân người ta đá nhá. Loạn đấy, xì ngậu lên. Ok, ok. Không bắt được, con rộng. Này nó sút khỏe. Anh ơi, spawn luôn nhá, hay là tí nữa mấy lại. Dừng đi, xong rồi đẩy cả tiếp. Dừng cái này chỉ có nút này thôi chứ. Ừ, em dừng đi. Không hợp lý thì phải nói chứ anh sao mà ngồi im được, bây giờ bên đây trước. Ví dụ như đội anh đá cho mà, đội anh được kia thì anh cũng phải lên tiếng chứ, anh sau thì anh ngồi im được. Bây giờ muốn là trọng tài nó bắt nó rõ ràng hơn thôi chứ. Mẹ rồi. Ok. Ê, ê. Đá đi tiếp tục nào. À, chúng ta không có rồi thôi. Đang đang tập trung anh em lúc nào sao không phát ra cố gắng không. Anh sau đấy anh đứng lùi cho em quay đi. Anh em lùi về hết hỏi với nhá. Quả đấy trọng tài bắt khép tay, cầu thủ khép tay rồi mà anh. Có phải giơ tay ra đâu. Thứ hai là nhiều lúc trọng tài già rồi ấy, mình đá phong trào mình không nên phản ấy, có nhiều lúc luật chơi lỗi các tình huống một chuyện bình thường. Luôn đây. Chơi. Bóng là anh Hiếu mình kiên cầm. Đừng khoan đoạn em, chắc còn mấy trận thôi, còn mấy trận đấy. Mấy trận quay gần là đây. Đây còn mấy trận. Hoàng ơi, phát đi. Quay qua đây. Quay qua đây. Quay qua đây. Quay qua đây. Hey!
Phương ơi. Về bên kia con người kìa. Chắc. Sáu phút rồi, 6:30. Anh ơi, phát trận này bước chân trái rồi. Thank you.
về đúng cánh nha, về đúng cánh nha. Nhanh bóng mình đánh luôn đây. Nhanh bóng. Cái là đội này cũng đang cơ mình không nhỉ? Thôi, ra sân anh ơi. Đi ra sân anh ơi. Đội anh không ai vào đâu. Đấy bạn, đi bạn. Đấy bạn, đi ra. Thôi. Cái gì vậy? Bóng xuống ra. Ok, anh em đá cho vui thôi. Bóng rồi, bóng.
Khởi trước ơi, lại. Khởi trước ơi. Cánh này, cánh bên đây. Đang đưa ra cánh đưa nào. Rồi. Đá rồi. Gì bắt số 21. Chắc luôn. Theo luôn, dùng đi.